máy Samsung thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ, đóng cửa trong 3 ngày. Ngay trong ngày đầu năm mới, một nhà máy sản xuất của Samsung tại thành phố Gwangseong, Seong, Hàn Quốc, đã phải ngừng hoạt động nhiều dây chuyền sản xuất linh kiện bán dẫn từ 2 đến 3 ngày để khôi phục các quy trình sản xuất. Nguyên nhân tới từ việc nhà máy đã bị đột ngột mất điện chỉ trong chưa đầy một phút do hậu quả từ một vụ nổ cáp điện tại một trạm biến áp gần đó, mà không kịp có nguồn điện thay thế khẩn cấp. Được biết, đây là nhà máy của Samsung chuyên sản xuất các linh kiện gồm RAM và chip nhớ cho SSD. Tại thời điểm hiện nay, toàn bộ dây chuyền sản xuất đang được điều tra nghiêm ngặt để đảm bảo nó có thể sẵn sàng được hoạt động trở lại trong cuối tuần này mà không gây ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào theo ước tính của reuters sự cố mất điện tưởng như đơn giản và chỉ kéo dài trong một phút này có thể khiến samsung tổn thất hàng triệu đô la mỹ bên cạnh đó sự cố cũng sẽ làm giảm sản lượng chip lưu kho của công ty